Sau khi đánh bại Ukraine với tỷ số tối thiểu, Wales đã chính thức có được tấm vé đến World Cup 2022. Có thể nói Gareth Bale cùng các đồng đội đã được đền đáp một cách xứng đáng sau biết bao nỗ lực không biết mệt mỏi. Không phải những chiến binh Ukraine kiên cường bất khuất, mà chính người Wales mới ca khúc khải hoàn sau tiếng còi mãn cuộc ở trận playoff. Nếu được hỏi, trong cuộc playoff trận tấm vé World Cup 2022 giữa Wales và Ukraine, người hâm mộ muốn kết quả chiến thắng dành cho đội nào? Thì có lẽ gần như chắc chắn câu trả lời sẽ là Ukraine. Bởi với những người Ukraine đã, đang và sẽ phải sống trong cảnh lầm than như những cuộc chiến trong thời hiện đại, họ hy vọng rằng tấm vé đến Qatar sẽ là nguồn động lực tinh thần cực kỳ lớn để rồi một ngày không xa, Ukraine có thể giành được độc lập, những thường dân có thể được bình an, sống một cuộc sống yên lành mà không còn phải lo lắng về tiếng bom, tiếng đạn, về những cuộc chiến đang ngày càng diễn ra bên ngoài kia. Không chỉ có vậy, những người đứng đầu UEFA hay FIFA cũng muốn Ukraine để đội tuyển sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi có như vậy, những người đứng đầu hai liên đoàn bóng đá này mới có thể chứng minh rằng họ đã đúng đắn khi đứng hẳn về phía Ukraine, cổ vũ tinh thần, kêu gọi ngừng chiến tranh và gần như là làm mọi cách để ưu ái cho Ukraine trong các cuộc chiến đấu cho một suất tham dự World Cup. Không, Wales đã tước tất cả những điều đó với thắng lợi tối thiểu trên sân vận động Cardiff. Quay trở lại vòng loại World Cup 2018, pha lập công duy nhất của James McLean đã giúp đội tuyển Ireland giành chiến thắng 1-0 ngay tại Cardiff, qua đó ghi tên mình vào vòng playoff. Ở trận đấu đó, Gareth Bale không thể sát cánh cùng các đồng đội vì gặp chấn thương. Wales bước vào trận đấu cuối gặp Ireland với ưu thế không nhỏ, họ chỉ cần một điểm để đoạt quyền dự loạt trận playoff. Nếu Wales thắng mà Serbia không có kết quả thuận lợi khi gặp Croatia, thầy trò Chris Coleman có thể mơ đến ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp. Nhưng thảm họa ập đến với bầy rồng khi họ ngã ngựa trên sân nhà. Khi Gareth Bale vắng mặt, Wales dường như hết phép và đành lẳng lặng để vụt mất tấm vé đi Nga. Sau 3 năm tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Wales được xếp vào bảng đấu cùng với Bỉ, Cộng hòa Séc, Estonia và Belarus. Trong bảng đấu này, có lẽ hai chướng ngại lớn nhất của thầy trò Rob Page đó chính là Bỉ và Séc, trong khi những Estonia hay Belarus cũng không phải là những đối thủ quá đáng gờm. Trong khi Bỉ thể hiện đẳng cấp vượt trội với dàn sao bằng những thắng lợi vô cùng dễ dàng, họ giành đến 6 chiến thắng cùng 2 trận hòa sau 8 loạt đấu. Áp lực đã vô tình đặt nặng lên vai của Wales khi họ hiểu rằng một tấm vé trực tiếp đến Qatar với vị trí nhất bảng là điều vô cùng khó khăn, bởi phong độ của bầy quỷ đỏ gần như không thể ngăn cản. Tuy vậy, trước những đối thủ còn lại trong bảng, Wales không hề cho thấy họ lép vế chút nào khi giành đến 15 điểm sau 8 trận đấu. Thất bại duy nhất của bầy rồng chỉ là trận thua 1-3 trước Bỉ. Còn lại, thầy trò Rob Page giành chiến thắng trọn vẹn trong cả hai trận đấu trước Belarus với tỷ số 5-1 trên sân nhà và 3-2 trên sân khách. Thành tích đối đầu của Wales trước Estonia và Séc cũng không hề tồi khi họ đều giành được một thắng và một hòa với một đối thủ. Trên thực tế, để giành tấm vé đến vòng Playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu không phải là một điều gì đó quá khó với Gareth Bale cùng các đồng đội, bởi trước đó, thầy trò Rob Page đã giành được ngôi vị đầu bảng tại Nations League, qua đó chính thức có được tấm vé Playoff World Cup 2022. Tuy nhiên, Wales vẫn rất cần một vị trí thứ hai tại bảng E để có thể nắm được lợi thế sân nhà tại vòng Playoff. Ở loạt đấu quyết định, Bỉ hành quân đến Cardiff với tư cách là đội dẫn đầu bảng E và đã chính thức có vé đến World Cup. Khi đó, Wales rất cần có điểm trước Bỉ để nắm lợi thế khi bước vào vòng trong. Dù đã có vé trực tiếp đến World Cup, nhưng Bỉ cho thấy họ không hề nhường nhịn đối thủ. Phút thứ 12, De Bruyne sút xa mở tỷ số, nhưng tỷ số trở về thế cân bằng 20 phút sau đó. Kiefer Moore tung cú volley từ đường truyền của Daniel James để đánh bại thủ thành Castile, giành được một điểm cực kỳ quý giá trước bầy quỷ đỏ. Bầy rồng kết thúc vòng loại World Cup khu vực châu Âu với tư cách là đội nhì bảng E, nhường vé dự playoff thông qua ngôi nhất bảng Nations League cho Cộng hòa Séc, đội đã đánh bại Estonia 2-0 ở loạt trận cuối. Tại bán kết playoff, Wales chạm trán với Áo. Dù được đánh giá cao hơn, thế nhưng Wales không hề có một thế trận dễ dàng trước Áo. Trong thời khắc khó khăn,
Gareth Bale đã chứng minh cho tất cả thấy rằng vì sao anh là ngôi sao sáng nhất của đất nước, cũng như là linh hồn của đội tuyển. Hai bàn thắng lần lượt ở các phút 25 và 51 của Gareth Bale đã giúp Wales giành thế thượng phong. Và dù rất cố gắng, thế nhưng áo cũng chỉ có được một bàn danh dự nhờ công của Sabitzer. Có thể, ở Real Madrid trong những năm qua, Gareth Bale chẳng khác nào bù nhìn. Một bản hợp đồng có thể gói gọn trong cụm từ thất bại khi chấn thương, phong độ thiếu ổn định, cùng tính cách ẩm ương đã kéo Gareth Bale dừng lên khỏi quỹ đạo của Bernabeu. Nhưng trong màu áo đội tuyển Wales, Gareth Bale đơn giản là một vị cứu tinh, là một con rồng đầu đàn, là một ngôi sao đẳng cấp có mặt kịp thời một khi tập thể này cần anh. Minh chứng là ngay trong chiến tích của Wales trước Ukraine, Gareth Bale tiếp tục hóa vai người hùng để đưa đất nước của anh tiến đến World Cup. Wales được hưởng một quả đá phạt dưới bên cánh trái với cự ly hơn 25m. Gareth Bale dứt điểm qua hàng rào, khiến cho Andriy Yarmolenko của Ukraine trong nỗ lực cản phá đã bay người đánh đầu về lưới nhà. Sau 90 phút thi đấu ngạt thở, Gareth Bale cùng các đồng đội đã được nếm trải cảm giác góp mặt tại World Cup. Nước mắt của người Ukraine lại là nụ cười và sự sung sướng, cũng như những giọt nước mắt hạnh phúc của người Wales. Sau trận đấu, Gareth Bale đã bộc lộ cảm xúc của anh. Đây là kết quả tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá Wales. Chúng tôi đều đang ngất ngây. Chúng tôi tham dự World Cup. Đây là những gì mà giấc mơ được tạo ra, là điều mà chúng tôi luôn hướng đến mỗi khi sát cánh cùng nhau. Tôi không thể nói nên lời nữa vì toàn đội đang rất sung sướng. Chúng tôi đã làm điều đó cho tất cả người dân. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của chúng tôi vào lúc này. Có thể nhiều người nghĩ rằng việc Wales giành vé tham dự World Cup 2022 là điều rất đổi bình thường, bởi đội hình quốc họ có Gareth Bale, Aaron Ramsey, Nicole Williams hay Daniel James. Và Wales cũng là một đội tuyển có thực lực tại Euro trong những năm gần đây. Tuy nhiên cần biết một điều, World Cup không phải là Euro và nó khắc nghiệt hơn nhiều lần. Hãy nhìn vào những ông lớn châu Âu từng không thể giành vé đến World Cup như Anh, Hà Lan, Ý hay cái tên quen thuộc là Thụy Điển để thấy được sự khốc liệt trong việc cạnh tranh một tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là như thế nào. Chẳng nói đâu xa, Ý với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu đã phải ngã ngựa ngay tại vòng playoff theo một cách khó tin nhất. Dù những con người mà họ có trước đó đã cùng nhau đánh đồng dẹp bắc để bước lên đỉnh Euro chỉ vài tháng trước. Hơn nữa, những Bale, Ramsey có thể là ngôi sao, là đầu tàu của bầy rồng. Nhưng một sự thật là, hiện tại họ đều là những cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc phong độ, không được ra sân thường xuyên ở câu lạc bộ. Thậm chí như Gareth Bale phải thường xuyên đi đánh golf cả mùa giải. Wales có thể có những tên tuổi đã từng là những ngôi sao, nhưng vào thời điểm này, họ không còn đứng trên đỉnh cao của đẳng cấp. Và việc giành một tấm vé đến Qatar có thể xem là một điều kỳ diệu với quốc gia này. Wales suốt bao thập kỷ qua luôn phải sống như cái bóng quá lớn của người Anh, vốn cả hai nằm cùng một vương quốc. Khi mà Tam Sư luôn đứng sừng sững, dù họ không thể giành danh hiệu lớn nào kể từ sau World Cup 1966, nhưng Wales vẫn khó có thể trỗi dậy như một đối thủ ngang tầm nếu so với đội tuyển Anh. Ngay cả thời kỳ Ryan Giggs còn thi đấu, ông chưa bao giờ chạm đến giấc mơ có mặt tại sân chơi World Cup. Giggs có thể có mọi thứ trong màu áo câu lạc bộ, những kỷ lục kinh khủng, nhưng với màu áo đội tuyển quốc gia, một mình Ryan Giggs là không thể tạo nên mùa xuân và luôn tiếc nuối với giấc mơ World Cup đầy dang dở. Nhưng sau tất cả, Gareth Bale đã làm được điều mà người tiền bối của mình không làm được. 3 ngày sau bức thư chia tay Real Madrid, Gareth Bale đứng trước bước ngoặt quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp. ESPN thậm chí còn tiết lộ Bale đang cân nhắc giải nghệ nếu như Wales không thể giành vé đến World Cup 2022. Bất chấp những vinh quang ở Champions League đã giành được cùng Real Madrid, việc góp mặt tại một vòng chung kết World Cup mang ý nghĩa vô cùng to lớn với Gareth Bale. Có thể nói, Bale ở đội tuyển quốc gia và Bale ở câu lạc bộ là hai phiên bản cực kỳ đối lập, hai nhân cách. Trong 2 năm qua, Bale đã thi đấu 20 trận cho đội tuyển và chỉ có 7 trận cho câu lạc bộ. Bale chỉ là một bóng ma vật vờ tại Bernabeu, nhưng khi khoác lên mình màu áo đỏ của đội tuyển quốc gia, anh là một tên tuổi lớn, là một người hùng, là một biểu tượng, là một huyền thoại, là một cầu thủ có phong độ đỉnh cao, hệt như thời mà Gareth Bale bùng nổ ở Real Madrid với bản hợp đồng kỷ lục thế giới. Sau hơn nửa thế kỷ, Wales mới lại đặt chân đến một kỳ World Cup. Trong những năm tháng có thể xem là cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Gareth Bale. Không rõ, sau thời đại của Bale, Wales có còn cầu thủ nào có thể đủ sức giúp họ góp mặt ở một vòng chung kết World Cup nữa hay không? Nhưng có một điều chắc chắn, Gareth Bale là cầu thủ vĩ đại nhất của Wales. Khi đội tuyển nước này
để vượt qua một nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi để giành được tấm vé vàng để về Qatar vào cuối năm. Và hãy cùng chờ xem ngọn lửa mà Gareth Bale mang lại cho bầy rồng sẽ giúp Wales bay xa đến mức nào tại Qatar. Bởi đó chắc chắn là những màn trình diễn vô cùng đáng chờ đợi.